Máy Nhật Bãi Long An xin chào toàn thể anh em và bà con cô bác. Thì lời nói đầu tiên thì em xin chúc tất cả anh em và bà con cô bác được nhiều sức khỏe. Rồi thì để trước tiên em giới thiệu máy phục vụ cho anh em và bà con. Tiếp tục thì nói chung cũng được sự hỗ trợ của anh em và bà con quan tâm chút máy. Thì em sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức nghề nghiệp từ các lão tiền bối, các anh em giới thiệu, hướng dẫn thêm cho em để em làm tốt máy thật là hoàn hảo cho anh em và bà con mình sử dụng thật là yên tâm luôn nha. Và điều kế tiếp thì cũng có ông anh ở xa, ông cũng nhờ em lắp cho ông cái bộ sinh bơm 76, thì em cũng hôm nay thì em cũng đã làm xong, đã hoàn thiện xong cho ông anh. Thì em quay luôn để cho anh em và bà con mình có thì giới thiệu thêm cho em để em phục vụ cho anh em và bà con luôn nha. Thì đây là một cái dòng máy Kawa FA130, thì em đang lắp ráp xong hoàn hảo xong cái bộ sinh bơm 76 bơm ly tâm cho anh em và bà con về thì mình tứ ruộng rồi đó. Thì nó rất là hay, nó hay hơn cái bơm nhân không, thì mỗi một cái nó có hay riêng. Và đây là cái máy Mitsubishi GM132 quốc truyền. Thì em cũng định quay thì có ông anh đóng điện hồ sớm, ông cũng đã chốt rồi nha. Rồi để không làm mất thời gian của anh em và bà con thì em tiếp tục em sẽ giới thiệu máy và test nổ báo giá luôn cho anh em và bà con mình cùng tham khảo luôn. Thì nhắc lại là máy bên em trước tiên là em vệ sinh, em test nổ xong em bao ship tới nhà, bao xài cho anh em và bà con mình 3 tháng. Rồi thì đây là một cái dòng Mitsubishi GM182 cúc truyền cu chậm, cúc lô quét là 20 ly, mã số là 241, có giá là 4 triệu nha. Thì máy này còn tương đối khá là đẹp. Thì trong cái khoảng thời gian mà em định test máy thì em có câu cái bình rồi, thì giờ để em test máy rồi em quay sau nha, để mất công nó hở dây. Ok, khá là đẹp. Không có chạy văng cho lập lứ luôn rồi. Mà nó cũng không nên gắn nữa. Còn bô còn trong nha. Để nó nghẹt gió rồi máy chạy mau cháy chút bắp anh em ơi. Cục đề khá là mạnh đó. Thời gian cũng chiều quá rồi, em tranh thủ em đi hơi nhanh. Thì đây là cốc đề còn khá là đẹp nha. Đây là hệ thống sạc. Thì anh em bà con nào có ý định cái chốt được máy này thì cần thiết em lên cái công tắc đề thì nói em sẽ làm một cái công tắc đề riêng nha. Rồi tiếp tục em giới thiệu cái máy kế tiếp. Có giá là 6.600. Thì dòng này là dòng Mitsubishi GM181. Máy giá thành cũng khá là cao nên em quay cho cặn kẽ nha. Đây, mà số lốc nằm chỗ này mà cái máy em nó giận sập kỳ quá. Máy còn rất là đẹp nha. Quay chậm chậm cho anh em mà con mình thấy cho thật là rõ. Để
này là ao bô còn được sơn ram của nó còn khá là bóng, còn cái cản ga ở trong nè anh em y như mới, lọc chắn thiếu luôn nha, lọc cò chưa có miếng sơn. Thì hình thức máy bên em thì em cũng nhắc lại là em cũng xịt dầu rồi em bả đất cát em xịt nước lại thì còn có làm sao thì em bán vậy nha. Đây, hình thức kìa, ốc chỗ này nó cắn chày chứ không phải là bung nha trời. Lóc nhôm rồi còn nước nhôm còn quá trắng luôn, ốc sáng chân này mới gọi là bảy màu nè anh em, khá là mới. Cái thùng trong thì thùng xăng thì phía trên nó có bị đốm đốm nhẹ, cũng mới về đây bị thôi nè, này còn trắng, nếu mà bị lâu nó sẽ xét, còn này mới cắn hàng vải mà nó đâu có như là như mình mà yêu thích rồi mình bưng bê đâu, liền không anh em ơi, đau lắm đó. Thùng xăng bên trong nha, còn khá đẹp nha. Đây, báo xăng, xăng à, chắc còn xài được luôn. Rồi thì em vừa test xong cái máy Mitsubishi GM181 mã số 242 có giá là 6.600.000. Thì anh em bà con có tới được cửa hàng của em chốt máy thì em giảm là 200 nha. Địa chỉ cửa hàng của em là số 80 quốc lộ 1A ấp 20 Yên, Gò Đen, Bến Lức, Long An, Gò Đen, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cái máy khá là mới. Thì dòng này thì nó chạy, thứ nhất là độ bền của nó là rất là cao nha, độ bền của nó chạy rất là đạt, hai nữa nó cũng rất là nhạy luôn, tiết kiệm nhiên liệu thì nó cũng thuộc dạng là nó muốn đứng đầu đó nè, về tiết kiệm nhiên liệu á cũng muốn đứng đầu, mà em cũng không biết có máy nào đứng đầu không, thôi để đó cũng sao ha, để học hỏi thêm. Rồi tiếp tục em lên cái dòng Mitsubishi GM132 đây. Máy này là cốt thẳng của nhanh nha, công suất là 4.000, công suất là 4 ngựa, tốc độ là 4.000. cái này nó chuyện quá lập dập, máy còn khá là đẹp nha anh em. Đây sẵn đây thì em nói đây có 3 con ốc anh em mà thấy ha, thì cái lý do là cái này là nó dính một cái nén á, nén đít đấu vô đây. Thì cái nén đó em cắt ra em đã bán rồi, thì em đến làm một cái máy bán mà em không ngờ em mở ra thì nó gãy 3 con, nó cũng hơi mất thẩm mỹ chút xíu nha. Thì máy thì còn rất là đẹp. Rồi còn cái tên gia băng thì ở dưới lốc nè, ở dưới cái bình xăng lớn thì cũng vì chỗ đó thì em thấy nó mất thẩm mỹ chút xíu, thì có lẽ là em đăng giá 2.700.000 mà em bớt là 100 rồi nha, là 2.600.000 cốt thẳng đồ nhanh, công suất là 4 nữa.
Rồi em vừa test xong cái máy mã số 243, có giá là 2,6 triệu. Rồi tiếp tục em lên cái máy mã số 244. Đây là Govin EH17, ô hấp quê cò đứng. Hình thức máy thì mình nhìn còn rất là sáng, rất là sáng nha anh em. Rất là sáng, khá là đẹp. Nhưng mà em nói luôn cho anh em và bà con mình, có ai thật sự ý muốn chốt máy này nha, thì máy này thì em đã mở cái đít ra rồi. Cái lý do của nó là cái tự động nè, nó chạy chết một chỗ, có thể nó để lâu quá rồi em xử lý bên ngoài không được, bắt buộc em phải mở ra nha. Em phải mở ra, đừng mà em lau chùi cái vàng tự động, nó mới máy nó mới có tự động nó mới chạy được, còn nó chạy ra chết là chạy ra điên luôn, rất là khó. Thì bung rồi nha anh em, nhưng mà mình bung mà bao hết tất cả luôn. Mà em bán là em đã nói với anh em rồi là mình bán bảo hành 3 tháng bao xài, mà anh em có xài quốc cho xài cho đã đi, có gì thì em khắc phục cho yên tâm hết. Máy thì chắc máy này còn khá là sáng. Thì đây là cái giá là 2,1 triệu, thì em cũng đã khấu trừ bớt lại 100 cho anh em rồi nha, cũng vụ bung đít đó, mất cái giá trị cái máy luôn. Đây mình sang bên trong nè, còn khá đẹp. Phía cái này nó hơi cắn chạy đây nha, quay ở trên nhiều khi không thấy. Đây cắn chạy đây nè, rồi em vừa test xong cái con Govin EH17, công suất là 6 ngựa cò đứng, cốt chuyền cốt la quét là 20 ly nha. Tiếp tục lên cái phía sau còn lại là hai cái máy bơm nước. Đây là dòng Mitsubishi GM350, ở G350 công suất là 3,5 người, tức là 3,5 người. Máy còn khá là xuất sắc. Thấy cái cản gai lóc trắng phiếu luôn nha, cái bơm hầu như là rất là ít xài nha anh em. Em thấy là hình như ít xài, là nếu xài nhiều thì dĩ nhiên đóng gông riêu hay là nó sẽ chạy dốc nhiều, này không hút mà nó còn đỏ ao nè đó, còn ở trên nó giảm lại cho mình tới 34 luôn. Thì bơm này là bơm cộng hút xả là 50, xài số găng cổ găng là 60 nha. Ở trên nó giảm là 34 rồi, còn nếu mà ai không xài thì mình tháo ra mình xài, mình mua găng trong 60 mình dặn vô. Quá trời đẹp. Rồi có PC kìa. Rồi nó móc ngời luôn. Rồi, lâu quá hết quá đây. Rồi, em mở được rồi. Đây mình thân trong còn đẹp luôn nha.
Rồi em vừa test xong cái máy bơm Mitsu mã số 245, giá là 2,4 triệu. Rồi đây là một cái bơm cuối cùng, thì dòng này là bơm nước Kuta OHP còi đứng H120 nha, ở 130. Rồi tem nhãn mắc tay quá trơn rồi, nó bị lem hết rồi anh em ơi. Thì 130 là công suất là 4 người 3 nha, H130 là 4 người 3. Bên bơm nó cũng mắc luôn, thông số mắc hết rồi. Thì bơm này thì anh em của mình cũng thường biết đó, là bơm họng hút xả 60/60 nè. Bơm này là của Cushin á, còn khá là đẹp nha, còn bóng, nói chung là máy cũng còn khá. Máy thì giật nhẹ nhàng, chạy rất là đạt. Đây thì hồi nãy em cũng quên giới thiệu cho anh em mình cái bình xăng bên trong của máy. Kho lấy cái lượt qua đây, thấy cái nắp xăng quá trời xuất sắc này. Bên trong sao, ở bên trong còn đẹp nha, còn tương đối đẹp. Bảo xăng còn đẹp nha anh em. Rồi thì hôm nay cũng được thích cái máy, thì quay cho anh em và bà con mình tham khảo. Nếu như ai có nhu cầu sử dụng máy nào thì liên hệ số điện thoại 0908 116 216 nha. Rồi kết thúc video thì em xin chào, xin chúc tất cả anh em và bà con được nhiều sức khỏe. Em xin chào.